lướt ở trên Facebook thấy quảng cáo cái chỗ này bán quần áo khá là đẹp, thế là mình cũng mua về cho Pít 2 chiếc. Hôm nay mọi người cùng đập hồ về Pít nhé. Đầu tiên là chiếc áo LV này, khi mà mình cầm chất vải thì mình cũng không có ưng lắm, tại vì nó cũng không giống hình lắm ấy, vải khá mỏng và hơi bóng, nhưng mà chất vải thì mình nghĩ cũng khá là mát và thoải mái. Lúc đầu thấy không ưng lắm nhưng mà đến khi Pít mặc vào thì mình thấy cứng xỉu luôn đấy mọi người. Và cái mặt của Pít khi mà mặc cái áo này thì giống như kiểu giang hồ ấy, trông cũng khá là được đấy, duyệt. Là một chiếc áo Burberry. Chiếc áo này thì mình khá là ưng, chất liệu vải thì không có bóng như cái áo kia nên mình rất là thích. Được cái là cả hai cái áo này vải rất là mỏng nhẹ và thoải mái. Mọi người thấy Pít mặc áo này có cưng không? Đeo chiếc kính mà Pít được tặng lúc 2 tháng tuổi bây giờ hết đeo nổi rồi. Người ta tư vấn bảo mình mua size L nhưng mà mình đã thấy nghi nghi rồi. Thế là mình lấy size XL và cuối cùng là may quá các bạn ạ, XL nó mới vừa. Trời ơi, nên nó lớn nhanh lắm. Thế mà mình còn định là mua XL để cho nó mặc được lâu hơn á, nhưng mà bây giờ nó là vừa khít cái áo này luôn. Rồi, căng.